Cầu nguyện cùng Đức Giáo Hoàng. Tông đồ cầu nguyện cùng Chúa Giêsu buổi sáng. Lạy Cha, con xin dâng lời tạ ơn vì một ngày mới đang mở ra trước mắt con, để tình Cha đã yêu thương con ở trong họ và con cũng ở trong họ nữa. Có đôi khi con quên mất rằng tin mừng cần đến dáng vẻ, đôi tay và lời nói của con để có thể trở nên cụ thể, rõ ràng trong cuộc sống của người khác. Ước gì tình yêu Cha dành cho con dẫn dắt con suốt ngày hôm nay. Cùng với mẹ Maria, con xin dâng lên Cha mọi sự để cầu nguyện theo ý chỉ của Đức Giáo Hoàng trong tháng này. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen. Cùng Giêsu trong ngày. Con cái là hồng ân, mỗi người là duy nhất và độc đáo. Một đứa con được bạn yêu thương chỉ vì nó là con, không bởi vì nó đẹp hay nó như thế này thế kia. Không, đơn giản chỉ vì nó là con mình. Không phải vì nó có suy nghĩ giống như ta, hoặc nó là hiện thân của những khát vọng của ta. Một đứa con luôn là một đứa con. Suốt ngày hôm nay, con xin ghi nhớ những lời nhắn nhủ này, những lời nhắc nhở con về phẩm giá của mỗi con người. Cùng Chúa Giêsu buổi tối, con lắng động tâm hồn và chuẩn bị hồi tâm nhìn lại ngày sống. Hôm nay, con đã sử dụng thời gian được ban cho như thế nào? Con có phục vụ, yêu thương và gieo sự bình an hay không? Con điểm lại những điều đã lấp đầy thời gian biểu của con hôm nay. Có điều gì con cần phải tạ ơn chăng? Và liệu có điều gì con cần phải sửa đổi không? Nếu phải dùng một câu để tóm lại ngày vừa qua, con sẽ nói gì? Con lặp lại câu nói ấy trong lòng mình. Kính mừng Maria đầy ân phúc, Đức Chúa Trời ở cùng bà. Bà có phúc lạ hơn mọi người nữ, và Giêsu con lòng bà gồm phúc lạ. Thánh Maria, Đức Mẹ Chúa Trời, cầu cho chúng con là kẻ có tội, khi nay và trong giờ lâm tử. Amen.